Chủ đề hôm nay là luật của Đức Chúa Trời và ngày sa bát Tại sao Đức Chúa Trời đã ban ngày sa bát cho nhân loại? Và tại sao chúng ta phải giữ ngày sa bát này hôm nay? Bây giờ, trên thế gian, rất nhiều người đang thờ phượng vào ngày Chủ Nhật. Mà tại sao chúng ta lại thờ phượng vào ngày thứ Bảy? Không phải vì thứ Bảy là ngày thích hợp để thờ phượng, nên chúng ta đã thờ phượng vào ngày ấy đâu. Nhưng bởi vì Đức Chúa Trời đã quy định như thế, là phép đạo trên trời nên chúng ta thờ phượng vào ngày này chúng ta hãy cùng xem lời trong Lê Vi Ký chương 18 câu 4 để xem quả thật kinh thánh có như thế không các ngươi hãy tuân mạng lệnh ta gìn giữ luật pháp ta đặng noi theo ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời các ngươi đã được phán như vậy Đức Chúa Trời đã chỉ chế định ra phép đạo của Đức Chúa Trời và không muốn những người dân trên trời giữ điều ấy chăng? Luật pháp mà Đức Chúa Trời quy định mang lại hòa bình cho chúng ta, mang lại sự sống đời đời và ban sự cứu rỗi cho chúng ta. Bởi thế, Ngài đã chế định toàn bộ luật pháp này. Vì thế, đã được phán gì trong câu 4 vậy? Các ngươi hãy tuân mạng lệnh ta, gìn giữ luật pháp ta đặng noi theo. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời, các ngươi đã được phán như vậy. Thế thì, với tư cách là các người dân trên trời tin vào Đức Chúa Trời. Chúng ta phải giữ y nguyên phép đạo của Đức Chúa Trời theo như Đức Chúa Trời đã quy định, nhờ đó được đạt tới tận nước thiên đàng vĩnh cửu. Chúng ta hãy xem phục truyền luật lệ ký chương 32. Chúng ta hãy xem lời trong chương 32, câu 46. Thì người nói cùng chúng rằng, hãy để lòng chăm chỉ về hết thảy lời ta đã nài khuyên các ngươi ngày nay, mà truyền cho con cháu mình để chúng nó cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này đã được phán như vậy. Mọi phép đạo mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đều là các việc mà chúng ta nhất định phải giữ và tiến hành. Có như thế thì sẽ được hưởng phước trong khi đi ra, cũng được phước trong khi vào. Giáo huấn và sự dạy dỗ mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại, hầu cho nhân sinh nhân loại luôn được nhận lãnh phước lành, dù ở trên bất cứ vị trí nào, trong bất cứ trường hợp nào chẳng phải vậy sao vậy chúng ta hãy cùng mở sáng thứ ký chương 2 để xem mình có đang giữ hay đang không giữ phép đạo trên trời chúng ta hãy xem lời trong chương 2 câu 1 ấy vậy trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi ngày thứ bảy đức chúa trời làm xong các công việc ngài đã làm và ngày thứ bảy ngài nghĩ các công việc ngài đã làm đã được phản như vậy vào thời đại mà Đức Chúa Trời ban cho lời phán này thì đã không có chế độ tuần lễ 7 ngày, thể như là Chủ nhật, là thứ hai, là thứ ba. Đức Chúa Trời vừa ban phước cho ngày thứ bảy, vừa lập ra một luật pháp của Đức Chúa Trời đặt ngày này làm ngày nghỉ. Chúng ta hãy cùng xem lời trong suốt Egypt Tô Ký chương 20 câu 8. Hãy nhớ ngày nghỉ đã làm nên thế nào? Đức Chúa Trời đã lập ra luật pháp rằng Hãy nhớ ngày Sa-bát đặng làm nên ngày thánh. Đây không phải do loài người chúng ta làm ra. Nhưng đây là luật pháp của Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời đã lập ra vì phước lành của nhân loại và vì sự cứu rỗi của nhân loại. Đức Chúa Trời vừa quy định luật pháp này, vừa phán rằng hãy nhất định nhớ ngày Sa-bát đặng làm nên ngày thánh. Thế thì nếu biểu hiện theo cách khác về ngày Sa-bát này thì có thể gọi là ngày thứ bảy đúng không? Ngài đã biểu hiện rằng hãy nhớ ngày thứ bảy đặng làm nên ngày thánh. Vậy theo cách tính lịch hiện tại hết thảy chúng ta phải biết rằng ngày thứ bảy tương ứng với thứ mấy? Chúng ta hãy cùng xem lời trong tin lành Matthew chương 28 câu 1. Sau ngày Sabat vừa rồi đã được phán rằng ngày Sabat là ngày thứ mấy vậy? đã được phán rằng khi ngày thứ bảy trôi qua, sau ngày thứ bảy, thì đến ngày thứ nhất. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Marie Madeleine và Marie khác đến thăm mộ. Và này, đất rúng động dữ dội vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống, đến lăng hòn đá ra mà ngồi ở trên. Hình dung của thiên sứ giống như chớp nhoáng và áo trắng như tuyết. Vì đó, những lính canh sợ hãi run rẩy trở nên như người chết. Xong thiên sứ nói cùng các người đàn bà đó rằng Các ngươi đừng sợ chi cả Vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giêsu Là đấng bị đóng đinh trên thập tự giá Ngài không ở đây đâu Ngài sống lại rồi như lời Ngài đã phán Chẳng phải có nghĩa là Ngài đã phục sinh hay sao Vào ngày thứ nhất của một tuần Đã xảy ra sự kiện phục sinh Vậy hết thảy mọi người khắp thế giới ngày nay Đều không có lý luận khác về nội dung rằng Sự kiện phục sinh của Đức Chúa Giêsu xảy ra vào Chủ nhật Thế thì, ngày thứ nhất mà Đức Chúa Giêsu phục sinh theo chế độ thứ ngày nay thì là Chủ nhật. Vậy, vì ngày thứ nhất là Chủ nhật, nên ngày thứ bảy đương nhiên là thứ bảy. Trong Kinh Thánh đã biểu hiện thứ bảy ấy là ngày sa bát khi Đức Chúa Trời quy định ngày sa bát ấy thành luật pháp, thì Ngài đã phán rằng, hãy làm thế nào vậy? Ngài đã phán rằng, hãy nhớ ngày sa bát đặng làm nên ngày thánh. Giống như ở trên thế gian này, cũng có luật pháp được quy định, Luật hãy nhớ ngày sa bát này đặng làm nên ngày thánh chính là ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xem thêm một lời nữa trong tín lành Matthew chương 7 câu 22. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng những danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ Hãy lui ra khỏi ta Đã được phán như vậy Hỡi các ngươi Là những kẻ không giữ luật pháp của Đức Chúa Trời Mà Đức Chúa Trời quy định Để ban sự cứu rỗi cho các ngươi Hãy lui đi hết thảy Chẳng phải có nghĩa rằng không có phần chi với ta hay sao Nơi mà Đức Chúa Trời ngủ Là nước thiên đàng Mà vì Ngài phán rằng hãy ra khỏi nước thiên đàng Nên không thể không đi vào đâu vậy Kinh Thánh phán lời nghiêm khắc về phép đạo của Đức Chúa Trời đến mức thế này. Mà nếu chúng ta không quý trọng phép đạo của Đức Chúa Trời, thì tuyệt đối không được đâu. Chẳng phải vậy sao? Mong hết thảy các người nhà Sion biết cho mọi người xung quanh chúng ta được biết ngay thẳng về phép đạo của Đức Chúa Trời. Xin cảm ơn.